Tập 48. Khi nãy trên yến tiệc, hai vị đại nhân Thôi Giả đề nghị đại công tử làm thế tử. Đại công tử tại sao từ chối chứ? Đây là được đại công tử coi trọng đại hạ. Vẫn mong đại công tử có thể nói rõ sự tình. Thật lòng không dám giấu, chân mật muốn gả làm vợ ta. Đã hứa với y ba điều kiện. Từ bỏ ngôi vị thái tử, không màng danh lợi bên vợ hiền. Quá ra là như vậy. Thế đại công tử, ý muốn của bản thân ngài. Phụ vương yêu thương Tử Kiến. Muốn làm thế tử khó như lên trời. To gan, con dám ngỗ nghịch di phu. Huynh đệ với nhau cũng khó giữ tình nghĩa. Tử hoàng yêu vợ, nghe theo vợ. Hứa sẽ mãi mãi bên cạnh nàng. Thuộc hạ nghe ý mà đại công tử nói, là quyết tâm muốn từ bỏ. Nhưng mà ẩn ý bên trong là bất đắc dĩ mới lui nhường. Ngồi chức. Người đại công tử không phải người tầm thường. Thứ tiên chức to gan, suy đoán tâm tư của đại công tử. Tiên chức cho rằng chỉ có đại công tử mới đảm nhận được trọng trách thế tử mà thôi. Người nói nghe xem. Quan hãy nói đến thứ tự lớn nhỏ. Vị công tử Tào Chương không thích đọc sách, thích binh mã, có chí khí của Hàng Vũ. Tam công tử
Tử Hoàng, ta có cách. Ta đang bàn chuyện quan trọng với Ngô đại nhân. Nàng tới đây làm gì? Quách Thương đó cũng to gan thật, không ngờ dám thả nàng ra. Tử Hoàng, ta là thê tử của chàng mà, thế nào ngài còn sợ ta hay sao? Ta đến là để nói với ngài, trong ngày đại hôn của ngài, Trần Lâm và Dương Tu lén lại lén lút nói chuyện với nhau. Nghe ý của Trần Lâm là muốn ngài ấy phò trợ Tử Kiến làm thế tử. Câu này có thật không? Tại sao ta lại gạt ngài chứ? Lẽ nào ngài đã quên lần trước cũng là ta giúp ngài đó? Vậy nên ngài phải tin là ta có cách. Phu nhân nếu có cách hay, chi bằng nói ra nghe thử. Có câu nói, lấy dạy ông, đập lưng ông. Tướng công, mời chàng dùng trà. Những chuyện này có Vô Ngôn làm là được rồi, nàng cần gì đích thân mang trà đến đây? Ta đã là thê tử của chàng, chăm sóc tốt cho tướng công của mình cũng là chuyện đương nhiên. Thôi Lệ, ta ta có lỗi với nàng. Không, Tử Kiến, ta không có ý trách chàng. Chính vì nàng không trách ta, vì vậy ta càng khó chịu hơn nữa. Thôi Lệ cam tâm tình nguyện. Khuyên chàng không cần phải lo sầu, đời này đã kết đôi cùng chàng. Chỉ mong tướng công được bình an. Tuy nàng không trách danh nghĩa phu thê, càng khiến lòng Tử Kiến bất an. Chuyện gì lại khiến chàng sầu muộn? Sao không nói để ta san sẻ? Qua hầm bí mật về phủ, phụ dương lại vội vàng tiến kinh. Câu đố mịt mù khó suy đoán, vì thế mà băn khoăn trong lòng. Đây
Qua đại nhân có chuyện muốn bẩm báo, tự nhiên sẽ quay về thôi. Bệ hạ ngự giá đích thân chủ hôn, phụ vương theo ngày ấy về cung cũng là chuyện hợp lý thôi. Điều này có gì băn khoăn? Sự việc không đơn giản như vậy đâu, ta đang lo lắng. Mau mời. Tham kiến phu nhân. Dương đại nhân, nếu Dương đại nhân có chuyện cần bàn với tướng công, vậy thì thiếp xin cáo lui trước. Tử kiến, hỏi thăm được gì chưa? Ta hỏi thăm được tin trước ngày đại hôn của huynh, Hoa Hâm đã phái binh bao vây phủ quốc trưởng, bắt giữ toàn bộ hơn 200 người trên dưới phủ quốc trưởng. Ngoài ra, khi nãy ta nghe gặp mặt Trần đại nhân, ngài cũng cảm thấy hình như trong cung có biến, gọi ta đến đây tìm huynh bàn bạc. Trần đại nhân đã biết điều gì? Tại sao ngài không đến chứ? Buổi sáng Trần đại nhân không được tiện, có điều ngài đã hẹn với ta tối nay gặp mặt ở Tín Vũ Hiên. Tử kiến của đế sao? Đêm nay để quân đi gặp ngài ấy. Bây giờ ta lập tức phi ngựa vào kinh thành. Không được, Tử kiến, quân cũng biết tính khí của Dương gia. Nếu quân tự ý vào kinh, nhất định khiến Dương gia tức giận đó. Cho dù gia có tức giận cũng sẽ không làm gì ta. Đức tổ, quân mặc kệ ta đi, ta phải lập tức đến đó. Tử kiến, hy vọng mọi chuyện bình an vô sự. Tiểu thư, ta công tử xuất thành rồi. Xuất thành rồi? Chẳng xuất thành làm gì? Em không biết, em đang định đi xem thử bữa tối. Đi qua chuồng ngựa mới nghe nói Tam công tử vội vã dắt ngựa cửa của ngài ấy ra, phi ngựa đi mất. Chuyện gì mà chàng ấy lại vội vàng như vậy? Đến nãy không hỏi hay sao? Một hạ nhân như em sao lại dám hỏi Tam công tử đi đâu? Đúng rồi, chúng ta có thể đi hỏi Dương đại nhân, ngài nhất định sẽ biết. Nếu Dương chủ bộ biết, vậy Trần thúc phụ có lẽ cũng biết. Đúng rồi. Đi, dẫn ta đi gặp Trần thúc phụ đi. Dương tiểu thư, cẩn thận. Mật Nhi, hai người muốn đi đâu? Ta bẩm cô gia, tiểu thư muốn ra ngoài đi dạo một chút. Thế này đi, ta đi chung với nàng. Chờ một lát nữa tiện thể dùng bữa chung luôn. Đây, đi thôi. Tội thần Trần Lâm cảm tạ ơn tái sinh của đại tướng quân. Tiên sinh đứng lên đi. Tiên sinh mời đứng lên. Từ khi giả hạn đến nay đã gần 10 năm, Trần Lâm ta
tôi hổ thẹn với chúa công Diên Thiệu. Nhưng mà trái tim trung thành vào trợ nhà Hán vẫn chưa mất đi. Tính Vũ Hiên, khi đó ta được Tào Tháo thu xếp ở đây, cho đến khi đón gia quyến đến ở Nghiệp Thành cũng rất lâu chưa đến đây. Dương đại nhân, tiểu thư cẩn thận đó. Đây là Trần đại nhân. Giống như Quách Tiếu muốn mời Trần đại nhân đến sảnh điện ôn chuyện, nhưng mà không ngờ người của quý phủ nói ngài đã đến Tín Vũ Hiên rồi. Vì vậy Quách Tiếu đến đây tìm ngài. Quách cô nương, à đúng rồi, bây giờ phải gọi là thiếu phu nhân mới đúng. Cô tìm lão phu có chuyện gì? Trần đại nhân khách sáo quá, gọi tên ta là được rồi. Lần này ta đến đây là muốn trao đổi với Trần đại nhân về Tam công tử có chuyện gì chứ? Ta biết người chân tỷ tỷ yêu chính là Tam công tử. Điều này Trần đại nhân yên tâm đi. Chuyện này Quách Tiếu chưa từng nói với đại công tử bao giờ. Thế ý của Quách cô nương chính là đại công tử vẫn luôn yêu chân tỷ tỷ? Trần đại nhân cũng biết. Nhưng mà đại công tử lại vì chân tỷ tỷ muốn đưa Quách Tiếu về lại Nam Miền. Có chuyện này nữa hay sao? Trần đại nhân, Quách Tiếu muốn nhờ Trần đại nhân đang đi trước mặt của đại công tử. Lão phu, Quách cô nương, Trần đại nhân, đại công tử xưa nay đều rất kính trọng ngài. Chỉ cần ngài nói một câu thì đại công tử nhất định sẽ giữ lại Quách Tiếu. Nhưng mà Trần đại nhân, Quách Tiếu ở Nam Bì cũng từng giúp chân tỷ tỷ. Chuyện tới nước này, Trần đại nhân là không thể thấy chết mà không cứu được. Được rồi, Quách cô nương, cô đứng lên trước đi. Đa tạ Trần đại nhân. Chuyện này lão phu nhất định cố hết sức, mà có thành hay không thì cũng không biết. Chỉ cần Trần đại nhân chịu giúp đỡ, chuyện này tất sẽ thành. Đây là Trần đại nhân. Khi nãy lúc ta qua đây, bên ngoài đang đổ mưa, sắp sang thu rồi. Quách Tiếu sợ Trần đại nhân cảm lạnh, cố tình mang rượu đến đây thử hàng cho Trần đại nhân đó. Không được không được. Một là lão phu tủ lượng không tốt, hai là chuyện này có thành hay không cũng còn chưa biết. Không công không hưởng lộc được. Trần đại nhân, đây là Quách Tiếu thực lòng chân thành cho ngài. Ngài cứ xem như Quách Tiếu cảm tạ Trần đại nhân đã có lòng giúp đỡ mà. Có lẽ ta vẫn chưa đủ thành ý.
tiếu ở đây, xin cạn ly trước. Quách, thôi được, cung kính chi bằng nghe theo. Vậy Trần Lâm ở đây đa tạ Quách cô nương trước. Tiểu thư, không có thắp nến, Trần đại nhân vẫn chưa đến hay sao? Trần đại nhân, 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 Trần cô nương, Tôn phụ, Tôn phụ, chết rồi. Tiểu thư, đại nhân, tại sao ngài lại ở đây? Dương mổ có hẹn với Trần đại nhân, vậy nên đến đây. Trần cô nương, vậy còn cô? Tiểu thư nghe nói Tam công tử phi ngựa xuất thành, không yên tâm Tam công tử. Nghe Trần phu nhân nói Trần lão gia đến tính Vũ Hiên, nhưng lại không ngờ. Ai muốn giết ông ấy chứ? Lẽ nào? Nào, Quách Tiếu, là Quách Tiếu. Quách Tiếu sao? Khi để lúc ta đến đây, nhìn thấy có người như đang rời đi. Bây giờ nghĩ lại, lại là Quách Tiếu. Quách Tiếu, cô ta đến chỗ thúc phụ để làm gì chứ? Là rượu. Nếu như Trần đại nhân muốn uống rượu với Dương mẫu, tại sao lại uống trước như vậy? Nếu là Quách Tiếu đó, rượu mà Quách Tiếu tặng,
Nếu là Quách Tiếu đưa đến, thế thì trong rượu có lẽ đã bị hạ độc rồi. Cho dù thế nào, Dương Mỗ nhất định phải nhờ qua Đà đại phu kiểm tra cho Trần đại nhân. Nếu như đúng thật là Quách Tiếu, Dương Mỗ sẽ bất chấp mọi giá, nhất định bắt Quách Tiếu đó đền mạng, đền mạng lại cho Trần đại nhân. Tham kiến bệ hạ, Ngụy Dương. Bình thân, tạ bệ hạ. Ngụy Dương, tại sao lại muốn đến đại điện chứ? Bệ hạ, thần nhận được mật báo, nói là có phản tặc tạo phản. Vì vậy, thần lệnh Hoa Hâm bắt phản tặc đó, đồng thời nhờ khanh ấy vào cung hộ giá. Phản thần, Ngụy Dương lo cho triều đình, kẻ nào âm mưu tạo phản chứ? Có phải nhầm lẫn gì hay không? Nhầm lẫn sao? Hoa Hâm, có thần, ngươi nói cho bệ hạ nghe đi. Tuân lệnh. Khởi tấu bệ hạ, tin chức nhận được mật báo, quốc trưởng phục hoàng âm mưu nhân lúc bệ hạ hạ giá Đồng Tước Đài, khởi binh tạo phản. Ông ta diện cớ trừ khử Ngụy Dương, thực chất muốn giết hại bệ hạ. Hiện giờ nhân chứng vật chứng đã khai nhận nghịch tặc phục hoàng đã bị di thần bắt giữ, xin bệ hạ định đoạt. Chuyện này có thật không? Người đâu, giải bọn họ lên đây. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ xin cứu mạng. Bệ hạ cứu mạng. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ cứu mạng, cứu mạng với, cứu mạng. Quốc trưởng Ngụy Dương, phụng quốc trưởng, phụng quốc trưởng to gan làm càn, mưu hại bổn vương, nhất định là bị người khác xúi giục. Xúi giục sao? Bệ hạ, thần tìm được tội chứng trên người của Mục Thuận, hơn nữa cũng đã tìm được chứng cứ xác thực ở trong phủ của phụ quốc trưởng. Xin bệ hạ xem qua. Quốc trưởng, đây không thể nào, đây chính là thư viết tay của chủ mưu. Hoa Hâm, có thần, đã tìm thấy chủ mưu chưa? Bẩm vương gia, di thần lục soát khắp cung lại không phát hiện ra. Trong cung ai nấy đều nói không biết, chỉ biết đang nấp trong đại điện này. Thế đã lục soát đại điện này chưa? Vẫn chưa lục soát. Soát. Tuân lệnh. Bẩm vương gia, không có. Hoa Hâm, có thần, đã lục soát chỗ ngai rồng chưa? Chưa ạ. Soát. Tuân lệnh. Chúa công, có tiền kép. Đập. Dân.
Ra đây. Hoàng hậu, hoàng hậu, Ngụy Dương, Ngụy Dương, đáng là nương nương đó Ngụy Dương. Thân là nương nương, không báo hoàng ân, không quản nội cung, lại can thiệp triều chính muốn hại bổn vương. Cô ta không xứng làm nương nương. Hoàng hậu, nào, bị hạ, phụ vương, phụ vương, phụ vương. Tử Kiến, sao con đến đây? Tam công tử, bệ hạ. Tào Thư, Phục Thọ muốn hại bổn vương. Bệ hạ đã phế cô ta thành thường dân, không còn là nương nương nữa. Tam công tử, cứu ta với. Cha, phụ thân có lòng trung và nghĩa, ở trong triều được sủng ái hết mực. Đường đường sao lại hãm hại cha? Nhất định là hiểu lầm không sai. Huống hồ đương đương nổi tiếng hiền hậu, phò trợ chính sự giúp triều đình. Tử Kiến to gan xin tha mạng, tấm lòng tệ tướng như biển cả. Câm miệng, không giết Phục Thọ sẽ thành tai hại. Tử Kiến nhiều lời lại làm càng, không mong tiếng xấu lưu đời sau. Chọc cho bổn vương một mụn tức. Sử trảm Mục Thuận và toàn tộc Phục Quốc Trường cho ta. Bệ hạ, bệ hạ tha mạng, lôi Phục Thọ ra ngoài đánh chết cho ta. Tuân lệnh. Không, đừng mà cha, đừng mà. Tào Thực, con tránh ra cho ta. Con không tránh. Hoa Hâm, có. Ra tay. Tuân lệnh. Phản rồi. Cha, ra tay. Dừng. Đừng mà, giả hai tên đó xuống đi. Dừng, đứng lên. Đừng mà, đừng mà, tha mạng. Đừng mà, đi mau. Hoàng hậu, đứng lên. Hoàng thượng cứu thiếp. Bệ hạ, hoàng hậu cứu thiếp với bệ hạ. Hoàng hậu, bệ hạ. Mạng của trẫm cũng không biết sống đến lúc nào nữa. Bệ hạ, bệ hạ, Tào Mỗ không có ý gì hết. Lần này là Phục Thọ muốn hại bổn vương. Bệ hạ, con gái của thần được bệ hạ phong làm quý phi, con bé hiền lành hiếu thuận, thích hợp ngồi lên vị trí chính cung đó.
Ngụy Dương, mọi thứ cứ nghe theo Ngụy Dương sắp xếp đi. Tạ bệ hạ. Người đâu? Có. Bệ hạ mệt rồi, nhiều người đi nghỉ ngơi đi. Bệ hạ, mời. Nghịch tử! Tiểu thư! Tiểu thư! Tiểu thư! Ta nói với cô rồi mà, gọi ta thiếu phu nhân đi. Nếu ta gọi người là tiểu thư phu nhân được không? Không được à? Vậy phu nhân tiểu thư được không? Được rồi, được rồi. Cô thích gọi gì thì gọi đi. Cô có chuyện gì tìm ta vậy? Chuyện gì? À đúng rồi, suýt để ta quên mất. Chân phu nhân đến rồi. Đến rồi. Chân phu nhân đến rồi sao? Cô ta đến làm gì chứ? Ta cũng đâu có biết. Có điều ta thấy chân phu nhân nhìn có vẻ rất tức giận đó. Quách Tiếu tham kiến phu nhân. Tham kiến phu nhân. Phu nhân cố tình đến đây có chuyện gì thế? Hay là ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Ta hỏi cô, đêm qua cô có đến Thính Vũ Hiên hay không? Thính Vũ Hiên? Đó là đi nào vậy? Quách Tiếu, đêm qua ta đến Thính Vũ Hiên, phát hiện Trần Lâm đã mất mạng. Cô có gặp mặt thúc phụ hay không? Thẳng thắn nói ra sự thật. Nói ra sự thật đi. Quách Tiếu nghe xong lòng khiếp sợ vô cùng. Sao lại biết ta gặp Trần Lâm? Cắn chặt răng không thừa nhận. Đêm qua mưa gió sớm đã yên giấc. Đã yên giấc rồi. Đêm qua có người nhìn thấy cô ở gần Thính Vũ Hiên. Cô khai thật ra đi, cô có đến đó hay không? Phu nhân, ta thật sự không có đến đó. Đêm qua Tử Hoàng uống có hơi say, cơ thể không được khỏe trong người. Ngày nhờ Quách Tiếu xoa xoa đầu, giải rượu cho ngày ấy. Vì vậy đêm qua Quách Tiếu và công tử đã ngủ từ sớm rồi. Nhưng mà Dương đại nhân tự mắt nhìn thấy cô đi ra từ Thính Vũ Hiên. Uống hồ trên bàn còn đến một bình rượu. Đây rõ ràng chính là cái gì? Cái gì nói đi? Tử Yên, cô đừng có quên thân phận của cô nha. Cô chỉ là một tỳ nữ nhỏ nhoi mà thôi. Cô dựa vào đâu hỏi ta? Cô là chủ ý của ta đó. Chính là ta bảo em ấy hỏi. Nếu là chủ ý của phu nhân thì ta nhất định sẽ nghe theo. Có điều ta không đi chính là không đi. Ta không có gì để nói hết. Cô,